chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong video công nghệ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10, có những tin tức nào mới nhất, hãy cùng Thu Hà điểm qua ngay bây giờ nhé. Các bạn mến, sắp tới đây thì thế hệ những chiếc Galaxy S21 sẽ có cả những thiết bị màn hình cong và cả những thiết bị màn hình phẳng. S21 và S21 cộng sẽ có màn hình 2D, nghĩa là không có đường cong vắt sang hai bên mà chỉ là một hiệu ứng nhỏ. Trong khi đó thì biến thể S21 Ultra vẫn sẽ giữ nguyên màn hình cong vốn có của dòng sản phẩm Galaxy S. Ngoài ra, báo cáo cho biết các viền ở cả bốn cạnh sẽ đối xứng, có nghĩa là phần cầm của điện thoại sẽ có kích thước rất nhỏ. Thêm nữa thì Samsung vẫn sẽ sử dụng thiết kế màn hình đục lỗ ở mặt trước với camera selfie, mặt sau điện thoại là cụm camera hình chữ nhật. Trước đó thì theo báo cáo của The Elec Hàn Quốc, Samsung vẫn chưa sẵn sàng ra mắt công nghệ camera ẩn dưới màn hình cho dòng Galaxy S21. Các báo cáo khác cũng cho biết nhiều nhà sản xuất linh kiện xác nhận đã được công ty Hàn Quốc yêu cầu bắt đầu sản xuất linh kiện cho dòng Galaxy S21 trong tháng 11 tới, sớm hơn 6 tuần so với thường lệ. Do vậy thì Samsung có thể ra mắt Galaxy S21 ngay đầu năm sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mẫu Huawei Mate 40 RS, phiên bản Portrait Design cao cấp, camera đo thân nhiệt cùng mức giá là 2.712 đô. Huawei Mate 40 RS Portrait Design sở hữu thiết kế độc đáo như những chiếc máy trước đó, với mặt lưng có những đường thẳng chia làm nhiều phần, làm cảm giác mỗi đường thẳng như thế là một đường đua. Phần gối lên của camera giống những đường gân dập nổi trên nắp capo của những mẫu siêu xe thể thao. Theo Huawei, Mate 40 RS được hoàn thiện từ vật liệu gốm với công nghệ nanotech, cảm giác sang trọng và tăng độ bền. Máy có hai tùy chọn màu sắc là Ceramic White và Ceramic Black. Camera hình bát giác với Leica quen thuộc chính giữa. Thông số camera thì giống hệt với Mate 40 Pro cộng với cả biến chính 50MP, camera góc rộng 20MP, camera tele 10x và 3x cùng camera TOF. Mặt trước vẫn là màn hình đục lỗ 6,76 inch cong, tấm nền OLED cùng tần số quét 90Hz, tốc độ trang cảm ứng là 240Hz, độ phân giải Full HD cộng, camera selfie kép 13MP cùng camera 3D TOF. Mate 40 RS Portrait Design được trang bị con chip Kirin 9000 5G. Đây là chip 5 nanomet đầu tiên được trang bị model 5G. Pin pin của máy có dung lượng 4400 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W, sạc nhanh không dây 50W. Mate 40 RS Portrait Design có duy nhất phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong với giá là 2.712 đô, tương đương 63 triệu đồng, ngang ngửa với chiếc Z Fold 2. Huawei cũng bán kèm phụ kiện ốp lưng và ba da cao cấp dành cho Mate 40 RS, nhưng vẫn chưa có giá bán cụ thể. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một mẫu smartphone với con chip Snapdragon 865, 16GB RAM, camera 108MP nhưng mức giá chỉ từ 677 đô. Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng thì Smartisan, một nhà sản xuất smartphone của Trung Quốc, đã tái xuất thị trường với mẫu flagship Smartisan Natural 2. Ban đầu các thông tin rò rỉ trước đây chỉ ra tên gọi của thiết bị này sẽ là Natural 4 cùng tất cả các thông số kỹ thuật và tính năng, bao gồm màn hình AMOLED 6,67 inch Full HD cộng, độ phân giải 2340x1080px, tốc độ làm mới là 90Hz, độ chơi cảm ứng là 180Hz. Máy trang bị vi xử lý hàng đầu đến từ Qualcomm là Snapdragon 865, nhưng ở thời điểm này, tên chính thức của flagship mới nhất trên thị trường là Smartisan Natural 2 với RAM tối đa 16GB LPDDR5 cùng với 512GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Ngoài con chip và bộ nhớ khủng, một điểm đáng tiền khác của máy là khả năng quay chụp với thiết lập 4 camera ở mặt sau, bao gồm cả biến chính 108MP, ống kính tele 8MP, ống kính siêu rộng 13MP và ống kính macro 5MP. Hệ thống máy ảnh cung cấp khả năng Optical Zoom 3X và Hybrid Zoom 30X, chụp ảnh timelapse 8K. Ở mặt trước thì camera selfie 20MP đủ để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh tự sướng và video call. Pin pin của máy là 4510mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 55W. Mức giá khởi điểm là 677 đô, còn phiên bản đặc biệt sẽ có mức giá cao nhất là 977 đô. Vậy là vừa rồi thì Thu Hà cùng với các bạn đã điểm qua những công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye!